Đây là em đã trèo thuyền kayak rồi. Mà nhìn thấy thì cũng một chút giòn giòn rén, như kiểu là một con thú mà vừa bị sập bẫy xong bị đau á. Bây giờ nhìn thấy thêm một lần nữa thì tên cũng bị cái vết thương nó bị nhói một lần nữa. Một thằng rất to, một thằng rất bé thì cứ ngồi lên cái thuyền thì nó cứ lệch. Đánh lái qua bên này, xong rồi mình đánh qua bên này, xong rồi lại đánh qua bên này. Thế thì lựa chọn này sẽ để cho Bình An làm đi. Đây là người vượt rào, quay sẽ là châu bò. Với nhiệm vụ vượt rào, ai thích trâu bò, thành viên tham gia vượt rào sẽ nhận một con trâu do chương trình cung cấp. Sau đó dắt hoặc cưỡi trâu qua sông để đổi lấy xe máy cho lộ trình tiếp theo. Lưu ý, không hoàn thành nhiệm vụ, đội chơi sẽ bị phạt 15 phút. Quốc Anh đi phim thì Quốc Anh đã được cưỡi ngựa rồi. Bò với trâu khác hoàn toàn nhau nha. Ai vậy hả? Bò làm gì có sừng đâu. Trâu là nó nhọn quắt là... Đúng rồi. Kinh. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Đi anh ơi. Xuống nước ấy. Ô nó hút. Nó cứ ngập xuống nước mình không biết nó ở đâu mà. Và cứ dưới nước vù lên một phát. Rắc nó. Không biết làm gì luôn. Mà con trâu mình nó khỏe. Tuột dây một phát nó bơi đi một phát là bị mất tiêu luôn. Đội xanh con trâu sống chuột rồi. Mình nhìn sang đội nâu thì kiểu Bình An ngồi trên lưng con trâu cưỡi như một vị thần. Anh ơi, leo xuống đi, không cần leo lên người nữa đâu. Phạt 10 thêm 15 phút vì con trâu tuột. Ôm mà không hiểu sao nhá, mà đi xuống dưới sông rồi nhìn lại tiễn thêm một con trâu chỗ nào ra đấy. Hóa ra là con số 7 của mình là có tận 2 con trâu liền, một con trâu mẹ và một con trâu con. Anh ơi, bên này là anh ơi. Đội nâu cưỡi trâu đến rồi. Lên thôi. Đội hồng đang chạy qua trời. Đúng rồi. Okay. Mật thư. Cảm ơn chị. Mật thư. Đội chơi tìm đường đến sông Trà An. Tại điểm đánh dấu của chương trình tại km số 17, đường 20 Quyết Thắng thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để thực hiện nhiệm vụ bịt mắt đập niêu. Một thành viên trong đội chỉ được sử dụng trống và còi để ra hiệu cho đồng đội của mình. Thành viên còn lại thực hiện nhiệm vụ sẽ bị bịt mắt và nghe theo hiệu lệnh của đồng đội để vượt qua các chướng ngại vật, đưa gậy qua bánh xe và đập đủ 3 chiếc niêu. Nếu trong lượt chơi trước đã đập xong niêu thì lượt chơi sau đội chơi không cần phải thực hiện đập niêu nữa. Thành viên hướng dẫn không được nói trong suốt quá trình thực hiện thử thách. Các đội phải tự quy định tín hiệu với nhau thông qua đạo cụ do chương trình cung cấp. Mỗi đội có 5 phút để thực hiện nhiệm vụ này. Nếu sau 5 phút, đội chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt 10 phút. Đội nào đến trước, chơi trước, đội đến sau, chơi sau. Em là người thực hiện thử thách mà sao? Em là người dắt trâu. Nó không chịu theo con này. Chơi theo nó đi. Nó đi. Mỗi lần về quê thì mình cũng đã nhìn thấy trâu rồi, nhưng mà thật sự là để đến gần con trâu thì mình chưa bao giờ. Khi mà đến gần nó thì thật sự là mình thấy nó rất là to. Bảo sao người ta hay nói là to như trâu. Tại vì là đội ta còn mặc một cái màu rất là nổi. Và sợ là con trâu nó nhìn thì nó vui quá, nó đến mức cho cái hay sao. Đi con ơi. Thôi là
Mời đây. Không biết là ai cưới ai, nhưng mà thấy sau cuối cùng Mạnh cưới ra mấy sang, cuối cùng vẫn thấy là đồng đội mình sang kia rồi, Châu cũng sang. Mới đi, mới đi, mới đi, mới. Một mình chứ hai con luôn. Khi mà mình xuống nước thì cái lực tốc độ mình lại chậm hơn nó. Nó liền lao thẳng vào Huy và hút Huy. Lúc đó Huy cũng hơi hoảng, chút khoảng cách tụt ra ngoài, Huy lại lặn xuống nước để nó không thấy mình nữa. Và giữ khoảng cách đó ra thật xa để cho nó bình tĩnh. Và khi sau đó thì nó đã chạy qua bên bờ bên kia. Huy định nắm theo sợi dây của nó và đi theo nó qua bên kia. Nó về bến đi chị ơi, về bến. Mặt Thư, xin chị. Mặt Thư. Chị ơi, cho em hỏi đường đấy ạ. Đường á, km số 17 đường 20 Quyết Thắng ở đâu ạ? À? Sông Trà An ấy. Đó là sao? Quay lại, quay. Ủa? Chạy lên hỏi ST rồi. Là sao ạ? À, đi ra xe đi ngã ba kia đúng không? Khá là cẩn thận khi mà chọn đường đi rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên bị lạc và mất khoảng 15 phút để quay đầu. Khi quay đầu thì những đội khác, những cái khoảng cách phía trước đã bị san bằng. Này đẹp quá, đẹp quá trời. Tại hơn thua quá. Em chọn đúng không? Ok, hen chọn. À, thử thách vượt rào. Cô sẽ làm thực hiện cái thử thách này. Quân làm. Em ơi, đừng đi, em tới rồi, hen đi đi. Cứ đi thôi, dắt em đi thôi. John thì thấy mấy con trâu ở đó đó, John nói hôm sau John không có sợ mấy con trâu. Nhìn cơ thể của John chắc con trâu sợ John hơn. Không cần cưới nha, không cần cưới nha. Thì lúc đó mình thấy con trâu nó hơi sợ sợ đó. Chắc nó nhìn thấy nó nhỏ hơn con John đó. Nó giống như hơi sợ, mình đánh con trâu hay nào đó. John quỳ xuống đất, John sờ cái đầu của con trâu, John nhắm mắt. Nhắm mắt mấy phút thôi, cho nói con trâu đừng có sợ. Thì trên con trâu nó giống như nó bình tĩnh lại, nó nói ok ok. Nói chuyện bảo cho nên hình như là mình đang đua vậy. Hai anh em này thì một người thì thích làm nhanh lắm, một người thì phải suy nghĩ trước chứ làm. Châu bơi khỏe hết nhỉ? Đi xuôi đi à? Chỗ này tôi vẫn cầm dây đúng không? Kéo qua luôn đúng không? Cầm dây kéo qua luôn. Cầm dây theo Châu. Very good, cầm dây rồi. Bảo chân ok, đừng gió. Mặt Thư, cuộc đua kỳ thú 2019. Mật Thư, tiếp theo. Con nhắc. Mũi tên. Chạy tiếp. Ui, con bắt to ấy. Bắt đầu. Và bây giờ đến một nhiệm vụ khiến cho mình nhận ra được rất nhiều chân lý. Đối thủ của mình không phải là những đội khác mà chính là người đồng đội của mình. Chạm dây. Đội ST bị phạt. Có 2 cái là sang trái, có 3 cái là sang phải. Nhưng mà em phải phân biệt được trái phải. Có 4 cái là đi xuống. Ok, là thấp người xuống đúng không? Đúng rồi. Bác ơi, đi thẳng quẹo trái hả? Quẹo phải. Quẹo trái, quẹo phải. Đến đây, ngã ba đã phải rồi, đi thẳng à? Đi thẳng là tới à? Đúng không? Bao lâu ạ? Đi vô định trò trang đó là hơi khó. Ok, đã phải chạy thẳng. Ok, go. Đúng không ta? Có anh ta đừng coi này. Đúng không? Đây là đã phải. Có thấy cái bảng chỉ dẫn không? Phải.
một trái, hai phải, ba thẳng, bốn lùi. Rồi còn gì nữa ta? Y chang thôi, trái hai sang phải ba. Ok ok, thấy bằng trống nhá. Em đi nói thật chứ, bịt mắt đấy rất là chặt. Tối thua không đi đường. Mình rất là hoang mang. Giờ mình chỉ có một việc là tin vào đồng đội. Mà khi bịt vào rồi là mất phương hướng. Được chưa, ok không? Lên nha. Rồi. Qua dây thì có 3 sợi dây khoảng cách không quá dài. Em đi có thể nhắm chân được. Chỉ còn dơ chân mà đồng đội mình ok một phát là bước qua. Rồi, giờ đi trái phải. Tới. Bắt đầu. Ba cái phải. Ba cái phải. 1, 2, 3, 4 lùi. Đánh ở đây được chưa? Đúng ở đây chưa? Đánh ở đây luôn nha. Học qua nha, đúng không? Sai hả? 1, 2, 3 là phải. Tới hay này nè, chỉ đi nhanh lên. Cái gì tung tung vậy ta? Bây giờ anh có đang đứng gần cái chỗ đó hay không thì đánh nhiều lên. Lên cao đúng không? Qua nha, đúng đúng không? Đẩy qua nha. Sai hả? Hướng dẫn đi. Nếu anh đang đứng, nếu bây giờ cần anh đứng. Rồi. Cái chỗ đó có gần không thì đánh nhiều lên. Cái chỗ đó có đang gần anh hay không thì đánh nhiều lên. Bốn cái là lùi mà. 1, 2, 3 phải. Mất thời gian quá. Sao? Có nghĩa là người ta là có quốc cơ quốc nghiệp là hả anh em nhà siết đi, còn này là quốc ly quốc lị quốc tới tới tấp luôn mà cũng không bể cái niêu nào hết. Sát chưa? Anh thống nhất á, nếu như mà làm gì sai mà dừng lại là cứ gõ gấp. Nút qua được chưa? Sai, dừng. Mừng quá, em đi cho qua rồi, mừng quá thì gõ gấp, em đi bảo chết rồi. Gõ gấp cái này là sai, rút lại luôn. Tới. Rồi sao nữa? Eo ơi, bên này em dễ mà không chỉ bên này. Rồi bây giờ bước tới, nếu mà bước ngang á thì là đánh cắt. Còn không thì bây giờ theo cái hướng nào của em như bình thường thôi, tại vì anh đang không biết phương hướng. Quay nữa hả? Cắt là quay hướng đó nha. Tại vì em muốn chị lùi thì sao? Lùi thì bốn cái. À lùi thì hai cái. Thì chị đang hỏi mà chị hỏi đúng hay không khi nào nó bị trùng nhau. Nếu lúc chị hỏi mà em muốn chị lùi thì sao? Thì cứ quay thôi, tại vì là cái lớp nó rất là nhỏ. Ca kể cả đứng lệch một tí thôi là nó cũng không vào. Thế nên là sợ mỗi lần mà ca mà quay một phát ấy là nó lại chuẩn.
Vừa nãy cũng như thế đấy. Rồi ok. Lộ hết cả lên. Em quy định đi chị nhớ. Đó. Một tới, hai lùi. Ờ. Ba trái, bốn phải. Đúng. Còn cái mép này này, nghe vừa nãy là tùng 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 không? Còn em đánh vào mép này cạch 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 cạch. Ờ, cạch đó là cái gì? Cạch, nó sẽ là